Xin chào, mình là Theo. Nhấn vào đây để đăng ký theo dõi. Siêu sao Gani. Gani đang làm việc chăm chỉ và cậu ấy rất thân thiện với các hành khách. Dạ xin chào mọi người. Chào em Gani. Ôi trời ơi. Ủa? Bà bước lên từ từ thôi, nhớ cẩn thận đó bà ơi. Hả? Chú ơi, tới nơi chú cần tới rồi, chú hãy mau xuống xe đi ạ. Cảm ơn cháu nha Gani. Không có cháu nhắc thì chú để mất. Dạ không có gì ạ. Bây giờ thì xuất phát thôi nào. Ê, chờ em với. Chờ em nữa. Không cần phải chạy, anh sẽ chờ mà. Em cảm ơn anh Gani. Có gì đâu mà. Gani lúc nào cũng thân thiện hết đó. Phải, thằng bé rất tốt bụng. Hả? Xem kìa. Hôm nay ngôi sao hành động nổi tiếng thế giới Rio sẽ tới thăm thành phố. Rio sắp tới sao? Hay quá. Rio dự định sẽ đến thăm tòa thị chính vào chiều nay. Sai, nhìn đằng kia kìa. Wow, là Rio thiệt kìa. Anh ấy rồi đó. Xem ai nổi tiếng chưa kìa. Mình thấy không ổn rồi đó. Có phải là do loại nhớ sáng nay không ta? Hả? Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao vậy Rio? Động cơ bị tắt rồi. Hả? Mau làm gì đi chứ. Tôi có thể giúp gì đây? Không làm gì được rồi. Tàu lửa sắp đi qua rồi đó. Cứu với. Có tiếng gì vậy ta? Hả? Không. Chờ em một chút. Không. Cầm lấy. Không, được rồi. Một. Có thiệt là đâu có tới à? Sao mà mình không thấy gì đợi lợi nãy giờ? Cậu ấy tới kìa. Ôi, thấy cậu ấy kìa. Sao cậu lại được xe buýt kéo đi vậy? Có chuyện gì sao? Hôm nay xém chút nữa tôi bị đoàn tàu lửa cán ngang qua ở chỗ giao với đường ray. Nhưng vào giây phút nguy hiểm đó, chiếc xe buýt nhỏ dũng cảm Gani đã cứu mạng của tôi. Dạ đúng vậy ạ. Xin dành một tràng pháo tay cho chiếc xe buýt nhỏ dũng cảm Gani nào. Gani. Hôm nay chính chiếc xe buýt nhỏ Gani đã cứu mạng siêu sao Rio. Siêu sao Rio đã ca ngợi Gani là chiếc xe buýt dũng cảm nhất thế giới. Và nhờ đó mà Gani đã được trao tặng huân chương dũng cảm. Danh tiếng của chiếc xe buýt dũng cảm Gani đang ngày càng lên cao. Wow. Gani giỏi thật đó nha. Anh thật tự hào khi là gia đình của em. Có gì đâu mà Gani. Là Rio sao? Rio đang ở bến xe của chúng ta. Em hâm mộ anh lắm đó. Anh Rio, anh tới đây có chuyện gì vậy ạ? Anh mới nhận được lời mời đóng quảng cáo truyền hình. Họ mời cả hai chúng ta cùng đóng đó. Sao? Em hả? Tuyệt vời quá anh Gani. Chúc mừng em. Và anh muốn giới thiệu với em một người rất là đặc biệt. Các em khỏe chứ? Tên của chị là Chick. Từ giờ trở đi chị sẽ là quản lý chuyên dụng của Gani. Hả? Quản lý sao? Dĩ nhiên rồi, Gani không còn là chiếc xe buýt bình thường nữa. Em càng trở nên nổi tiếng thì càng cần được quản lý nghiêm ngặt. Người quản lý sao? Anh Gani cứ như là siêu sao vậy đó. Rất mong được hợp tác cùng với em Gani à. Dạ chị. Cuộc sống thường nhật mới toanh và bận rộn của Gani nổi tiếng đã bắt đầu. Dạ, cảm ơn nhiều. Cảm ơn Gani. Được rồi, tiếp theo nào.
Thôi mệt quá đi. Xe buýt nhỏ ta vô. Chào buổi sáng mọi chào người. Gani. Chào Gani. Ơ, giọng em nghe mệt mỏi quá vậy. Đúng đó. Ôi cái lưng của tôi. Bà nhanh lên có được không? Gani đang cần phải đi gấp. Tôi xin lỗi. Gani. Đi thôi nào Gani. Dạ được. Anh ấy đi mất rồi. Hả? Thôi chết, mình đi quá trạm rồi. Mệt quá. Chắc do mệt quá nên mình làm việc chẳng ra sao cả. Mình không nên tiếp tục như vậy. Andrew, anh đến đây làm gì vậy? Anh đến để nói với em một đề nghị đặc biệt. Một đề nghị đặc biệt hả anh? Gani, em có muốn trở thành một ngôi sao hành động giống như anh không? Không thể tin được. Với lòng dũng cảm khi cứu anh và danh tiếng hiện giờ, em sẽ rất thành công cho mà coi. Nhưng còn công việc làm xe buýt của em thì sao? Dĩ nhiên là phải nghỉ rồi. Nếu trở thành ngôi sao hành động thì em sẽ đi khắp nơi trên thế giới. Và em sẽ ở cùng với anh trong một ngôi nhà rất là sang trọng. Gì chứ? Vậy có nghĩa là Gani phải rời khỏi nơi này hay sao? Em sẽ đồng ý chứ hả? Hả? Sáng mai sẽ có một buổi họp báo đó. Em nhớ chuẩn bị phần trình bày của mình nha Gani. Chị Hana, bây giờ em phải làm sao đây? Đó chắc chắn không phải là cơ hội dễ có được. Anh Gani, anh định rời đi với anh Rio thật đó hả? Chuyện đó thì... Chia tay chắc chắn sẽ là chuyện rất buồn. Nhưng đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời của Gani mà thôi. Nhưng... Bây giờ em muốn đi hít thở không khí một chút. Gani! Đây đúng là một cơ hội tốt với mình. Nhưng mà... Nhưng mà mình phải thôi việc và phải rời khỏi bến xe buýt nữa chứ. Xin chào hai anh. Chào Gani. Chào Gani. Gani, mình tới chỗ rửa xe đi anh. Được thôi. Mình phải làm sao bây giờ? Anh Gani. Hả? Sao em lại đi chơi về trễ vậy hả? Em lỡ chơi với bạn lâu quá. Anh Gani, anh có thể chở em về được không? Hả? Nhưng bây giờ không phải là giờ làm việc của anh mà. Em năn nỉ anh đó, mẹ em đang chờ ở nhà. Được rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi đó nha. Cảm ơn anh Gani. Mà em hỏi anh chuyện này nha, anh đang bị bệnh hả? Không có, mà sao em lại hỏi anh như vậy chứ? Dạ, mọi người lo lắng khi thấy anh không nói chuyện nhiều mà còn có vẻ bần thần nữa. Ra là vậy hả? Cảm ơn mọi người giùm anh nha. Anh hãy vui lên đi. Gani, anh mãi mãi là chiếc xe buýt yêu thích của em đó. Em rất thích khi mà mỗi ngày được anh Gani chở đi. Tới nơi rồi đây. Tuyệt vời. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm anh Gani à. Không đâu, anh phải nói cảm ơn em mới đúng. Ủa, tại sao vậy anh? Hẹn gặp em sau. Ngày hôm sau, cuộc họp báo được tổ chức ở trạm xe buýt. Hoàn thành. Ổn rồi đó. Gani, em đã sẵn sàng để bắt đầu chưa? Dạ rồi. Chào mọi người, chúng tôi xin được phép bắt đầu buổi họp báo. Gani à. Tôi sẽ đặt câu hỏi trước. Vậy Gani sẽ chính thức cùng Rio để trở thành ngôi sao hành động à? Cậu cảm thấy sao hả? Dạ trước tiên, em muốn được cảm ơn anh Rio vì anh ấy đã mang cho em một cơ hội tuyệt vời như vậy ạ. Có gì đâu. Nhưng em đã quyết định sẽ không rời khỏi bến xe này. Phải. Ô, cái gì chứ? Gani, em đang nói cái gì vậy hả? Mọi người à, chắc là Gani vừa nói nhầm đó mà. Dạ, không nói nhầm đâu. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi chỉ là một chiếc xe buýt bình thường mà thôi. Hà
hàng ngày em được đưa đón hành khách tới nơi an toàn, được chơi đùa với bạn bè sau giờ làm việc. Đó chính là điều mà em muốn làm, một chiếc xe buýt nhỏ bình thường. Sao vậy? Nói vậy cậu có thể giải thích rõ hơn có được không? Không. Ôi, tôi xin lỗi, buổi học báo hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Gani, sao em lại làm như vậy? Đây là một cơ hội rất là tuyệt vời. Đúng rồi, cậu luôn có thể quay về làm xe buýt sau mà. Dạ em xin lỗi, nhưng em đã đưa ra quyết định cuối cùng rồi. Gani, cảm ơn em vì đã ở lại nha. Chắc chắn em sẽ rất buồn nếu như anh đi đó Gani. Em rất mừng vì anh đã quyết định ở lại. Chị sẽ luôn tin tưởng em Gani. Bà cũng vậy. Ôi trời, cảm ơn mọi người. Chiếc, ta đi thôi. Tôi nghĩ Gani ở lại đây thì tốt hơn. Nhưng mà nhìn em ấy cười kia kìa. Miễn em ấy thấy vui khi quyết định ở lại đây là được. Chúng ta sẽ... Vậy là Gani đã quyết định từ bỏ việc làm siêu sao. Nhưng thay vào đó, cậu ấy đã giữ được những thứ còn quý giá hơn. Nana đi tham quan thành phố. Có một chiếc xe buýt chuyển từ vùng nông thôn đến, có tên là Nana, đang đi tham quan nơi thành phố đông người. Thành phố đúng là khác hẳn với nông thôn. Làm sao mà người ta có thể xây được những căn nhà cao dữ vậy ta? Ôi trời, đi ngoài đường phải chú ý nhìn đường chứ cháu. Dạ cháu xin lỗi. Xe trong thành phố dữ quá. Ủa, con đường này có vẻ vắng hơn một chút nè. Mình sẽ đi qua đường này. Đường bị chặn mất rồi. Cố lên. Cố lên. Sao mà họ lại chặn đường như vậy ta? Hình như là không còn cách nào để đi qua thì phải. Bạn ấy là ai trước giờ chưa gặp? Xin chào. Ôi trời, nè, là mình giật mình. Xin lỗi, mình không cố ý đâu mà. Nhưng bạn cứ đứng ở đây làm gì vậy? Bọn họ chặn đường kìa. Cái gì? Mình có thể nói họ tránh đường ra. Max, cậu tránh đường được không? Cậu đang chặn đường kìa. Mình hiểu rồi, xin lỗi nha ta dù. Không có gì đâu. Được rồi, đi thôi. Cảm ơn bạn nha, mình sợ quá nên không dám hỏi. Đừng sợ, mọi người đều là bạn mà. Mà bạn tên gì vậy? Mình tên là Nana. Mình tới từ vùng nông thôn kế bên thành phố nè. Wow, bạn đến từ nông thôn hả? Mình tên là Tayo. Bạn đến đây lần đầu đúng không? Phải. Mình làm việc hàng ngày ở đây nên cũng thường đi qua nhiều nơi đẹp lắm. Bạn có muốn đi theo mình không? Thiệt hả? Nếu vậy thì còn gì bằng. Mình không biết gì về chỗ này mà. Cảm ơn bạn. Vậy mình đi thôi. Đi thôi. Tayo đã gặp được Nana và đề nghị đưa bạn ấy đi dạo một vòng quanh thành phố. Nhìn cứ như là trong tranh vẽ vậy. Đẹp quá. Vậy thì bạn có vui không? Chào bác Mét. Lâu rồi không gặp cháu Tayo. Bác ấy chắc là tàu điện rồi. Cháu khỏe không? Dạ khỏe. Wow, Tayo còn quen được với bác tàu điện luôn. Ồ, chào cháu. Chắc cháu từ quê mới lên hả? Ôi trời ơi, sao mà bác biết hay vậy? Nhìn màu của cháu là biết. Màu của cháu khác hẳn với những chiếc xe buýt ở đây. Chuyện gì bác cũng biết hết trơn đó, bác Mét. Thôi, các cháu cứ vui đi. Gặp cháu sau, Tayo. Chào bác. Wow, Tayo có nhiều bạn tốt quá. Anh Tayo. Chào Bon Bon. Anh Tayo. Chào anh Bon Bon, em tự đi một mình được rồi đó hả? Dạ, em là người đầu tiên trong đám bạn được chạy một mình luôn á. Thật vậy sao? Đi đường này nè Bon Bon. Dạ, cảm ơn anh, tất cả là nhờ anh. Em nghe lời anh hướng dẫn và mọi người đều khen em đó anh. Vậy thì còn gì bằng, chúc mừng em nha. Tayo còn biết chạy cho những xe buýt khác nữa hả? Anh Tayo, em sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa để được giỏi giống như anh vậy. Thôi được rồi. Hẹn gặp lại anh sao? Tạm biệt em. Tayo, bạn giỏi quá đi à. Giỏi chỗ nào?
Bạn có những người bạn rất tuyệt vời, và đường đi nào bạn cũng biết hết. Chuyện đó có gì to tát đâu. Nhìn bạn giống như là đội trưởng đội xe buýt vậy. Hả? Đội trưởng? Mình nói không đúng hay sao? Nhìn mình ngầu vậy đó hả? Thôi bạn cứ gọi là đội trưởng cũng được. Ôi trời ơi, mình thật là may mắn vì được đội trưởng dẫn đi dạo một vòng quanh thành phố. Bây giờ mình có vài việc nữa cần phải làm nên chắc mình phải đi đây. Bạn phải đi rồi hả? Xin lỗi bạn nha. Thôi không sao, mình tự đi một vòng cũng được. Được rồi, hẹn gặp bạn sau. Cảm ơn vì đã giúp mình đội trưởng. Đội trưởng hả? Mình hy vọng là mình không khoe khoang quá mức. Taiyo đã hoàn thành xong công việc và đang trên đường trở về nhà. Chào mọi người. Chào em, Taiyo. Ủa? Đội trưởng Nana. Ôi, mình rất vui được gặp lại bạn. Nana, bạn đang làm gì ở đây vậy? Mình đã bị lạc đường, rồi chú Sito tìm thấy và dẫn mình về đây. Chỗ ở của Nana cách đây xa quá nên chú kêu bạn ấy ở lại đây. Cái gì? Hai em quen nhau từ trước rồi hả? Dạ, đội trưởng đã dành thời gian dẫn em đi dạo một vòng thành phố. Đội trưởng hả? Dạ, cũng nhờ có đội trưởng mà hôm nay em rất là vui. Nếu em đi với anh còn tới được nhiều nơi đẹp hơn chỗ ta vô nhiều. Anh nói sao? Sao lại có thể nói với đội trưởng như vậy được chứ? Không phải. Nana, bạn có muốn đi dạo thêm những chỗ khác trong thành phố không? Tất nhiên rồi đội trưởng. Được rồi, đi thôi. Tại sao ai cũng thích Taiyo hết vậy? Taiyo? Đội trưởng hả? Thì ra bạn ấy nghĩ mình là đội trưởng, nhưng mà mình không thể nói với bạn ấy bây giờ. Tòa nhà đó là gì vậy hả đội trưởng? Đó chính là tòa nhà thành phố. Phải, đúng là nó rồi. Mình từng thấy nó trên TV. Trời ơi, đội trưởng mình muốn tới đó. Cái gì? Ôi không, mình chưa bao giờ đặt chân đến đó lần nào. Đi mà đội trưởng. Nhưng nếu mình mà nói mình không biết đường đến đó thì đằng nào bạn ấy cũng thất vọng. Không biết làm sao đây. Được rồi, đi thôi. Wow, đội trưởng tuyệt vời nhất luôn. Mình có thể nhìn thấy nó nên chắc là không bị lạc đâu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Taiyo, xe buýt bé nhỏ. Taiyo đã quyết định dẫn Nana đi tới tòa nhà thành phố. Nó khó tìm hơn mình nghĩ. Vậy mà mình đã nghĩ có thể tới đó dễ dàng. Đội trưởng. Sao ở đây tòa nhà nào cũng giống nhau hết vậy? Cứ giống như là mình đang đi vòng tròn vậy đó. Nhìn giống nhau quá ha. Chúng ta đúng là đang đi vòng tròn. Đó là chú Bát. Mình có thể hỏi chú ấy đường đến tòa nhà thành phố. Nana, bạn chờ ở đây nha. Mình đi một lúc, mình sẽ quay lại liền. Sao vậy? Không biết là bạn ấy đi đâu nữa. Vậy là đi thẳng là đến rồi hả chú? Cảm ơn chú Bát, gặp lại chú sau. Tạm biệt. Nana chắc đang chờ mình. Mình phải nhanh lên mới được. Xin lỗi, nhưng mà đội trưởng đang ở đâu vậy ta? Sao không chịu di chuyển vậy? Mình xin lỗi, nhưng mình phải đứng yên ở đây. Bạn đang nói cái gì hả? Bạn đang làm kẹt xe kìa. Nói chạy đi chứ. Nhưng mà đội trưởng dặn mình phải đứng ở đây. Tránh đường cho người khác đi. Thôi được rồi. Ôi không, đội trưởng chắc sẽ tìm mình khắp nơi. Ôi không, mình đã dặn bạn ấy ở yên đây mà. Bạn ấy đi mất rồi. Hay là bạn ấy đi lạc rồi. Ôi không. Ôi không, Taiyo và Nana bị lạc nhau trong thành phố mất rồi. Đội trưởng, đội trưởng. Bạn ấy đi đâu mất rồi? Mình phải làm sao bây giờ? Có chuyện gì vậy? Chú cảnh sát, đội trưởng Taiyo đã dặn cháu phải chờ đó, nhưng cuối cùng cháu bị lạc mất rồi. Sao? Taiyo hả? Vậy là cháu đi chung với Taiyo hả? Dạ phải, chú tìm bạn ấy giúp cháu nha.
Lúc nãy cậu ấy có hỏi tôi đường nào đi tới tòa nhà thành phố. Chắc là Tayo cũng bị lạc rồi. Chú nói sao chú? Tayo là đội trưởng, điều hành tất cả xe buýt thì phải biết rõ mọi đường đi. Cháu nói cái gì? Đội trưởng là sao? Chắc là Tayo nói giỡn với cháu đó mà. Cái gì? Trong thành phố này không hề có chức đội trưởng xe buýt. Tayo chỉ là chiếc xe buýt nhỏ, vẫn cần học hỏi nhiều thứ. Chú nói vậy là sao? Nana, Nana, trời tối mất rồi. Lỡ có chuyện gì với bạn ấy thì phải làm sao? Đội trưởng. Ồ, Nana, bạn nó đi đâu vậy? Mình chạy kiếm bạn khắp nơi luôn đó. Chắc là tại mình để bạn đợi lâu. Chà, tòa nhà thành phố đẹp nhất là buổi tối đó. Cho nên mình mới đợi đến buổi tối rồi dẫn bạn đi. Ta vô. Chú Bát. Chú đã nói chuyện với cô bé hết rồi. Chú nói gì? Ta vô, sao cháu có thể dẫn Nana đi ra ngoài vào buổi tối như vậy? Lỡ Nana không gặp được chú thì sao đây hả Tayo? Mình gặp rắc rối rồi. Nana, thật ra thì mình chỉ là một chiếc xe buýt nhỏ thôi chứ không phải đội trưởng. Mình xin lỗi vì đã nói dối bạn. Bạn có thấy buồn mình không vậy? Không sao. Hả? Mình không quan tâm bạn có phải là đội trưởng hay không. Có thật không? Cũng nhờ có bạn mà mình đã có một chuyến tham quan thành phố rất tuyệt vời và có nhiều kỷ niệm đẹp. Mình cảm thấy rất may mắn vì gặp được bạn đó Thay Vô. Cảm ơn bạn nha Nana. Trời tối rồi, chúng ta mau về thôi. Đi thôi. Thay Vô, lần sau bạn phải về thăm quê mình đó. Mình sẽ dẫn bạn đi dạo một vòng. Hả? Mình là đội trưởng đội xe ở vùng quê. Cái gì? Thay Vô, từ giờ trở đi phải cẩn thận, không được nói dối nữa đâu. Nhưng dù sao thì Nana cũng đã có một buổi tham quan thành phố rất vui. Yuri là một siêu sao. La 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 la. Thay Vô xe buýt nhỏ đang làm việc chăm chỉ như thường ngày. La 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 la. Đèn đỏ kìa. Thay Vô. Anh Rogi. Hãy đi cùng nhau nha. Ý kiến hay. Đúng lúc em đang thấy hơi chán đó anh. Ta là siêu nhân lửa. Tốc độ của ta nhanh hơn cả ánh sáng. Wow, siêu nhân lửa. Siêu nhân lửa siêu anh hùng sẽ thổi bạn bay thật xa. Tập cuối sẽ phát sóng tối nay. Các bạn đừng bỏ lỡ nha. Siêu nhân lửa giỏi quá à. Phải, anh ấy là siêu sao yêu thích của anh đó. Tối nay là tập cuối cùng đúng không? Dạ, vậy là tối nay mình sẽ được coi chung với nhau rồi. Thích ghê. Chào các bạn. Chào Nuri. Chào Nuri. Chuyện gì khiến bạn vui vậy hả? Tụi mình vừa nói chuyện về siêu nhân lửa siêu anh hùng. Wow, tên mình là siêu nhân lửa, mình nhanh hơn cả ánh sáng. Tụi mình sẽ cùng nhau xem tập cuối ở nhà tối nay. Bạn có muốn tham gia không? Thật hả? Mình rất vui khi đến xem chung. Mình sẽ tới đó ngay sau khi xong việc. Vậy thì hay quá à. Gặp bạn sau nha. Tên mình là Tayo, mình nhanh hơn cả Rogi. Nè Tayo, đợi anh với. Chắc là sẽ vui lắm đây. Chúc ngày mới tốt lành. Chào bạn taxi nhỏ. Xin chào. Đưa chúng tôi đến cửa hàng bách hóa nhé. Dạ được, mời lên xe. Chúng ta đi thôi. Không phải con chỉ thích đi xe buýt thôi sao? Dạ phải á, con thích đi xe buýt. Mẹ ơi, hôm nay mình có đi xe buýt không? À, chúng ta có thể đi xe buýt về nhà nha con. Thiệt hả mẹ? Hoan hô, thích quá, thích quá. Nuri chạy đến cửa hàng bách hóa với những hành khách trên xe. Tới nơi rồi. Cảm ơn bạn taxi nhỏ. Tạm biệt, cảm ơn. Tạm biệt. Xin chào cậu bé. Đừng chạy nào con, cẩn thận té đó. Cậu bé dễ thương quá. Xin chào Lani. Là chị hả chị Mary?
Chào chị. Sao em ngạc nhiên quá vậy? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Dạ, em nghe nói có kẻ ăn trộm xe trong thành phố. Ôi trời ơi, thật hả? Dạ, cảnh sát đang tìm kiếm người này, nhưng mà hắn vẫn đang chạy trốn. Kẻ trộm xe. Cứu tôi. Chị Nuri, chị Nuri, chị không phải đi sao? Đúng rồi ha, gặp lại em sao? Dạ, cẩn thận nha chị. Trộm xe hả? Nghe sợ quá. Ôi, con, mẹ để quên ví ở trong cửa hàng rồi. Mẹ sẽ quay trở lại nha con yêu, đừng đi đâu hết được không con? Dạ được. Mong là nó vẫn còn ở đó. Xe buýt màu xanh kìa. Chào mừng lên xe. Anh tên gì ạ? Xin chào, tên của anh là Tayo. Tayo, nghe dễ thương á. Còn em có gì nè, y hệt anh luôn á. Đúng rồi. Nè, em tự đi một mình hả? Dạ không, em đi với mẹ em. Mẹ của em? Thì ra là vậy. Em bước lên đi. Thật hả? Được rồi, chúng ta đi thôi. Ôi không, thầy Vô đã hiểu nhầm rằng một trong những hành khách của mình là mẹ của bé trai. Thầy Vô, xe buýt nhỏ. Tạm biệt nhé, cảm ơn nhiều. Dạ không. Hôm nay quá là một ngày bận rộn. Đó là Thầy Vô mà, có chuyện gì vậy? Mình nên làm gì đây, tình hình tệ quá. Tayo à, có chuyện gì vậy hả? Chào Nuri. Mình nghĩ cậu bé bị lạc mẹ rồi. Mình cứ tưởng cậu ấy lên xe với mẹ, nhưng lại không phải như vậy. Hả? Đây chính là bé trai mà mình chở tới cửa hàng bách hóa với mẹ sáng nay mà. Thật hả? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạn đừng lo Tayo, mình sẽ chở cậu bé về với mẹ. Chào cậu bé, mình cùng nhau quay về cửa hàng bách hóa nha. Nín khóc đi, lên đây mình chở. Dạ. Đừng sợ nha, chúng ta sẽ đi tìm mẹ. Dạ. Cảm ơn bạn nha Nuri, xin lỗi vì đã làm phiền. Không sao, đừng bận tâm nữa. Hãy tiếp tục hành trình của bạn đi Tayo. Cảm ơn rất nhiều Nuri. Không có gì. Chị có chắc là cậu bé đã ở đây không? Tôi chắc mà. Làm ơn hãy tìm con trai cho tôi. Chị đừng quá lo lắng, chắc chắn chúng tôi sẽ tìm cậu bé về cho chị. Cảm ơn. Mẹ ơi. Hả? Mẹ ơi. Tôi nghĩ mẹ, con đã đi đâu vậy? Mẹ đi khắp nơi tìm con đó. Mẹ ơi. Sao đâu? Mẹ cả người. Nuri, đã xảy ra chuyện gì hả? Sao em tìm được cậu bé vậy? Lúc nãy chính em đã chở hai mẹ con tới cửa hàng bách hóa này. Rồi em thấy cậu bé khóc tìm mẹ trên đường, nên em đoán chắc là mẹ cậu ấy đang ở đây. Em giỏi quá Nuri. Em là giỏi nhất đó Nuri. Cảm ơn rất nhiều bạn taxi nhỏ. Tôi rất vui vì bạn đã giúp tôi tìm được con trai của mình. Không có gì đâu. Cảm ơn taxi nhỏ nhiều nha. Thôi em phải quay lại làm việc đây. Hôm nay em làm một việc rất tuyệt. Hẹn gặp lại mọi người sau. Được rồi, chào. Chào nhé. Nuri rất tự hào vì cô ấy đã giúp đỡ hai mẹ con. Taxi, taxi. Hành khách khác nữa hả? Taxi. Nhưng sao nhìn anh ấy có vẻ đáng nghi. Ở đây nè. Sắp tới giờ mình hẹn gặp Tayo rồi, nhưng mình không thể nào làm lơ với khách được. Xin chào quý ngài. Hãy chở tôi rời khỏi đây nhanh lên. Quý khách đi đâu ạ? Cứ đi theo chỉ dẫn của tôi. Quẹo phải ở đây. Dạ được. Quẹo trái. Nhưng mà thôi cứ đi thẳng đi. Cuối cùng là anh ta muốn đi đâu? Khoan đã, có khi nào chính là kẻ cướp xe?
Phải trốn thôi. Có chuyện gì vậy? Không có gì, chẳng qua là tôi anh ta hành xử đáng người quá, chắc chắn là kẻ cướp xe rồi. Ở đây, dừng lại ở đây. Dạ được. Mình phải báo cho Rookie biết ngay bây giờ. Ê, khoan. Anh muốn gì? Tôi sẽ quay lại, cho nên đừng có đi đâu, nhớ chưa? Chờ chút đã. Nè, mình phải làm gì đây? Mình phải báo cho Rookie biết liền. Đáng sợ thiệt. Đi thôi, ra khỏi nơi này nhanh lên. Được. Ôi trời ơi, anh ta đang chạy trốn. Bây giờ thì mình chắc chắn chính là kẻ cướp xe. Mẹo trái ở đây đi. Dạ được, mình gặp phiền phức rồi. Chạy cả buổi mệt quá. Cảm ơn quý khách. Mình nên nói với Rookie về anh ta. Khoan đã, taxi nhỏ. Nữa hả? Anh chính là siêu nhân lửa. Ngạc nhiên không? Anh luôn cải trang khi ra ngoài để fan hâm mộ không bao quanh anh đó mà. Điều đó có nghĩa là mình vừa chở siêu nhân lửa hả? Đúng vậy, anh là siêu nhân lửa. Anh nhanh hơn cả ánh sáng. Cũng nhờ có em, anh đã đến kịp giờ diễn. Cảm ơn em. Thì ra là vậy. Vậy mà cứ siêu nhân lửa. Đi thôi, mọi người đang đợi anh đó. Khoan đã. Để tôi ngắm thử xem. Dạ. Rất là hợp. Có chuyện gì ạ? Tối nay em có rảnh không? Mình trễ rồi. Chương trình bắt đầu chưa vậy? Dạ chưa, lát nữa mới bắt đầu. Mừng ghê, anh cứ tưởng là trễ rồi chứ. Bắt đầu rồi. Siêu nhân lửa, siêu anh hùng. Tia chớp vàng, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Bây giờ chúng ta phải ra khỏi đây thôi. Siêu nhân lửa. Mình sẽ giúp bạn. Không phải là mình là tia chớp vàng. Mình sẽ chở bạn lên xe. Cảm ơn bạn nha, tia chớp vàng. đó là Luri. Xin chào. Tia chớp vàng. Ý mình là Nuri. Chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Mình xin lỗi vì mình tới trễ. Có một số chuyện đột ngột xảy ra. Khoan đã Nuri. Sao bạn lại trở thành tia chớp vàng vậy? Vậy là chị đã chở siêu nhân lửa hả? Bạn lên TV thật hả? Nói gì đi, Nuri. Chuyện là sau một ngày làm việc vất vả, Nuri đã trở thành một siêu sao. Quả là một ngày siêu đặc biệt với bạn ấy.